Chào cả nhà, thời gian vừa rồi rất nhiều người đề nghị tôi là làm một cái clip để nói rõ xem các quyền lợi nhóm đang nội chiến với nhau như thế nào trong bối cảnh là đại hội liên đoàn sắp sửa diễn ra vào năm 2018. Đặc biệt là sau khi huấn luyện viên Hữu Thắng được cho là đã phát biểu trên một tờ báo và vạch ra rất nhiều tính xấu của những lãnh đạo liên đoàn. Cụ thể ở đây là tổng thư ký kiêm lãnh đội của đội bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games 29 Lê Hoài Anh và phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn. Và ngày hôm nay thì Minh Hải cũng mạo muội nói một chút, kể một chút câu chuyện để các bạn có thể nắm được xem là tinh thần nó như thế nào. Rõ ràng là chúng ta đã nhìn thấy có sự chia rẽ rồi, đúng không ạ? Đang có một cái nhóm người tấn công rất là mạnh và tấn công liên tục bằng những ngón đòn ngày càng lợi hại hơn. Và thậm chí là khi vũ khí của họ không còn đủ nữa thì họ bắt đầu suy nghĩ và tạo ra những cái vũ khí ở trong tâm tưởng của mình để tấn công lại. Khi mà tờ báo nọ đưa ra một cái bài viết được cho là trích phát biểu của huấn luyện viên Hữu Thắng, thậm chí là trích phỏng vấn đàng hoàng mà chúng ta cũng đã có lẽ là cũng đã có người đọc rồi. Ví dụ như là nói rằng là anh Lê Hoài Anh là người được mô tả là phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn nói đứng là đứng, nói đi là đi, tức là một người chỉ biết vâng lời. Cái thứ hai nữa là mọi người cũng nói là ai cũng biết là ông Lê Hoài Anh xuất thân từ đâu, đúng không ạ? Và ý muốn nói ở đây là trình độ rất là kém và không có bất cứ một sự tư vấn nào về mặt chuyên môn. Và sau đó thì anh Dương Mạnh Hùng, tức là Còi Vàng, có gọi điện cho tôi và nói rằng Minh Hải ơi, em phải lên tiếng bởi vì ve vét như này thì thối nát quá. Và tôi đã nói với anh Dương Mạnh Hùng vào lúc đó rằng là bây giờ em rất ít tin những thông tin được truyền tải ở trên báo chí. Chỉ khi nào mà anh Hữu Thắng trả lời rằng chính xác đấy là điều anh ấy nói thì lúc đấy bọn em mới có thể lên tiếng được. Và cuối cùng thì vào đầu giờ chiều, sau khi mà chúng tôi đã có được xác minh từ huấn luyện viên Nguyễn Thắng, ông nói rằng đã có những người tận dụng ông để làm một cái vũ khí đánh nhau, hay nói chính xác hơn là lợi dụng để có thể gây bè kết phái, hạ thấp uy tín người khác. Thì lúc đó tôi có nói với anh Dương Mạnh Hùng, bảo anh thấy không, bây giờ nó rất là rối ren, chỉ có những điều chúng ta mắt thấy tai nghe, và nhiều khi chúng ta mắt thấy tai nghe đấy chưa chắc đã phải là sự thật. Tuy nhiên thì thôi, ngày hôm nay chúng ta đã mặc định là huấn luyện viên Hữu Thắng không nói câu chuyện đó. Và bản thân liên đoàn thì họ cũng không, bởi vì khi anh Hữu Thắng không nói thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải tiếp cận dưới góc độ liên đoàn. Nhưng chúng ta có một điều rất quan trọng là những người mà họ đã đơm đặt đấy, mà đến bây giờ huấn luyện viên Hữu Thắng còn không biết cái người mà viết cái bài báo đó là tên là gì. Đấy, và đấy cũng là điều mà rất là quan trọng. Nhưng có rất là nhiều những điều mà chúng ta thấy là đã được viết ở trong bài báo đó, một cái bài báo được tưởng tượng là đã trích lời của huấn luyện viên Hữu Thắng. Thì họ nói rằng là anh Lê Hoài Anh là người mà chỉ biết vâng lời. Tôi đặt ngược lại vấn đề, nếu như tổng thư ký, nếu như trưởng đoàn là quân của phó chủ tịch nói có nghe không? Và chúng ta cũng là người đi làm công ăn lương, nếu mà sếp của chúng ta nói rằng chúng ta phải làm thế này, chúng ta phải làm thế kia thì chúng ta có làm không? Đấy là điều quan trọng thứ nhất. Điều quan trọng thứ hai là huấn luyện viên Hữu Thắng là người xin được toàn quyền quyết định tất cả mọi thứ về mặt chuyên môn. Thành ra là không ai có thể can thiệp vào chuyên môn của ông. Đấy là điều rất là rõ ràng. Và đương nhiên là kể cả đấy có thể là phó chủ tịch liên đoàn hay là tổng thư ký kiêm cả lãnh đội thì cũng không có quyền can thiệp về việc chuyên môn. Và tất cả những gì ông Lê Hoài Anh có thể làm được vào thời điểm đấy chính là những cái gọi là tư vấn, hoặc là nói theo cái kiểu ngôn ngữ là chúng ta là anh em, chúng ta ngồi chung một chiến thuyền, thì bây giờ tôi nghĩ được cái này thì tôi có thể nói với anh. Anh nghe được thì hay không thì nghe, còn không nghe được thì thôi. Ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký kiêm lãnh đội của U22 Việt Nam sẽ làm cái công việc của ông. Ví dụ nơi ăn trốn tập, ví dụ như là huấn luyện viên Hữu Thắng yêu cầu là chúng ta phải thay đổi món, hay là chỗ tập này đi tắc đường quá, chất lượng sân không đảm bảo, thì đó là thuộc về thẩm quyền và trách nhiệm của ông team manager, chứ không phải là của huấn luyện viên Hữu Thắng. Cho nên là đây là chúng ta phải phân công nhiệm vụ một cách rất rõ ràng, là huấn luyện viên trưởng là người toàn quyền quyết định về mặt chuyên môn, không ai có khả năng và không ai có quyền can thiệp vào chuyện đó. Đấy là yếu tố nhất. Yếu tố thứ hai là công việc mà đã phân cho ai thì người đó phải làm. Và ông Lê Hoài Anh là trưởng đoàn, chúng ta tạm gọi như vậy, thì ông phải lo tất cả những cái việc mà huấn luyện viên Hữu Thắng yêu cầu, nơi ăn trốn tập, tất cả mọi thứ như Minh Hải vừa mới nói. Thành ra cái chuyện mà họ đưa ra để gọi là hạ thấp uy tín của ông Lê Hoài Anh, thực chất ra đấy là một mảng mà ông Lê Hoài Anh phải làm, đúng không ạ? Và ở đây thì nói thêm một điều là ông Lê Hoài Anh không phải là chỉ là nghe lời phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, mà phải nghe lời cả ban chấp hành. Bởi vì theo quy định là ban chấp hành là người họp đưa ra những quyết định của mình và yêu cầu thường trực phải làm. Yêu cầu thường trực phải làm thì cái bộ phận để giúp việc cho
thường trực chính là ban tổng thư ký, mà đứng đầu là tổng thư ký Lê Hoài Anh. Cho nên chúng ta thấy là nó phân cấp rất là rõ ràng. Thành ra là tất cả những điều mà họ đã viết ở trong bài báo đó, tôi nghĩ là nếu như anh Lê Hoài Anh làm đúng như vậy thì anh Lê Hoài Anh đã làm đúng chức phận của mình. Cũng có rất nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao thời gian vừa rồi có rất nhiều những bài báo khai thác về tinh thần đoàn kết của nội bộ VFF, đúng không ạ? Trước đấy là anh Hữu Thắng và xa hơn nữa là ông GD. Ông GD sau khi trở về cùng với thất bại của U18 thì đã đưa ra những cái phân tích ở trên báo. Có ba vấn đề rất là lớn mà tôi nghĩ là đây là ba những cái vấn đề. Nếu thực sự ông GD mà nói ra điều đấy thì quá tuyệt vời. Ông GD nói rằng là ở VFF không phải ai cũng muốn U22 và U18 thành công. Tôi cho rằng nếu như đây là nhận định của ông GD thì đấy là một nhận định chính xác. Chỉ có một điều là ông GD là người đang làm công ăn lương ở đó, thành ra là ông không dám nói, hoặc giả là ông chưa nhìn thấy điều đó, hoặc nó chưa đủ mạnh để ông đưa ra kết luận. Nhưng cá nhân tôi thì đã nhìn thấy điều đó rồi. Cái thứ hai là ông nói rằng là tại sao các cầu thủ trẻ của chúng ta thì lại luôn luôn có cái cảm giác là hài lòng với bản thân. Ví dụ như trận đấu trước, nếu mà chúng ta cố có thêm một bàn thắng thì có thể chúng ta đã không bị loại, đúng không ạ? Hay là trong cái trận đấu đấy các cầu thủ có một vài những cái giai đoạn mà cảm giác là họ mất tập trung. Ở đây là họ đã đặt đến một trong những cái vấn đề lớn nhất của chúng ta là công tác đào tạo trẻ. Nói thật là chúng ta thua ở một trận đấu này, nhưng có thể là gốc rễ của nó còn từ ở những trận đấu trước. Mà những trận đấu trước là những trận đấu mà nó đã phơi bày ra những cái lỗi trong cái hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta. Tôi cho rằng đấy cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Và cái thứ ba, ông GD nói một câu rất quan trọng khi mà ông rời khỏi phòng làm việc. Ở đó người ta cho rằng ông GD đã phải giải trình với lãnh đạo liên đoàn. Ông nói một câu mà tôi nghĩ là đến bây giờ thực ra là chúng ta vẫn cảm thấy rất là đau. Ông nói là ông đến Việt Nam và ông muốn làm việc, hãy để cho ông làm việc. Nếu như chúng ta sâu chuỗi lại tất cả những cái sự kiện xảy ra vừa rồi chỉ trên mặt báo thôi, thì chúng ta đã có thể đưa ra được một kết luận nhỏ nhỏ của bản thân mình. Đó là âm mưu, có một âm mưu. Và ở đây thì tôi phải nói rõ là trước đây tôi có viết một cái status trên fanpage của mình, đưa cái logo của VFF, nói là âm mưu, có một âm mưu. Và ngày hôm nay tôi khẳng định cái ý mà tôi muốn nói, đây là có một âm mưu lật đổ và bôi nhọ lãnh đạo liên đoàn hiện tại. Và đấy có thể được coi là một cái bước chuẩn bị cho kỳ đại hội sẽ diễn ra vào năm 2018. Vậy họ là ai? Ngày xưa thì họ còn đứng ở trong bóng tối, bây giờ họ đứng ra ngoài sáng rồi. Và nếu như các bạn biết rồi thì thôi, nếu như các bạn chưa biết thì tôi sẽ gạch một số cái đầu dòng ra để các bạn có biết đó là ai. Có những người ngày xưa cũng muốn đứng trong hàng ngũ của bộ máy liên đoàn và VPF nhưng không được, bây giờ họ là những người đứng ra. Có những người mong muốn thậm chí là chen chân vào thường trực của liên đoàn, tức là một trong những cái, một trong năm vị trí quan trọng nhất của liên đoàn bây giờ, nhưng cuối cùng không được. Và bây giờ họ cũng đang viết những cái điều phải nói là rất là cay nghiệt. Và có những người ngày xưa cũng cầm tiền đi đút lót để chạy chức này chức kia. Và tôi tin chắc rằng những cái người mà họ có động cơ như vậy không phải là động cơ để phát triển bóng đá Việt Nam. Và họ đưa ra những cái hình ảnh tôi cho là nó rất là tồi tệ. Ví dụ đưa hình ảnh ông Trần Quốc Tuấn ăn mừng cùng với các cầu thủ nữ. Họ cho rằng đấy là kiểu thấy thành công thì vào chụp một kiểu ảnh để kể công. Nhưng mà thực tế ra thì nói thật là đội tuyển nữ cũng là đội do liên đoàn chăm bắm. Tất nhiên là nó phải có nhiều yếu tố khác để tạo ra thành công. Nhưng chúng ta không thể nói là lãnh đạo liên đoàn không làm gì mà đội của chúng ta vẫn thành công được. Và khi nó thành công rồi chúng ta không thể không vui được. Trước đây chúng ta thấy là có những cầu thủ ghi bàn xong có những người không ăn mừng. Chúng ta cũng đặt ra câu hỏi, à có phải chăng là ông này bán độ, thấy đồng đội mình ghi bàn đá vỡ nồi cơm của mình thì hóa ra là mình lại không vui. Thế ngày hôm nay người ta thấy người ta vui thì lại bảo là A Tòng. Xong rồi người ta lại khoác giấy chiêu bài rất là kinh khủng. Đấy là Trấn Hưng. Tôi nói thật luôn là đến bây giờ tôi không biết là các bạn có thể Trấn Hưng được cái gì. Nhưng mà khóa vừa rồi chúng ta thấy chúng ta có World Cup dành cho Futsal, chúng ta có U20 World Cup, chúng ta giành rất nhiều những thành tích, bao gồm cả cái việc là U16 chúng ta đánh bại cả U16 Úc lẫn U16 Thái Lan trên đất Thái Lan để giành chức vô địch. Chúng ta vào đến tận nhóm bán kết một trong bốn đội mạnh nhất châu Á của U19 năm 2016. Nói chung là bóng đá nữ của chúng ta thậm chí là đi sau Thái Lan đến 20 năm, được đầu tư có lẽ chỉ bằng 1/5, 1/10 của Thái Lan thôi, chúng ta vẫn vô địch SEA Games. Đấy, còn có rất nhiều những bước tiến nữa. Thì tôi không hiểu là các bạn muốn Trấn Hưng, đây là Trấn Hưng cái gì? Bởi vì khóa vừa rồi là khóa thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Thì tôi không hiểu là nó có cái gì để chúng ta dùng cái từ Trấn Hưng. Và nếu ai đó có đủ tâm, đủ tầm và đủ tài để có thể khẳng định rằng họ sẽ kế thừa đảm bảo được thành tích của chúng ta đã có
và phát triển đội của chúng ta lên một tầm cao mới, thì tôi nghĩ lúc đó chúng ta sẽ xem xét để ủng hộ họ. Còn những người xuất phát từ những quyền lợi nhóm, từ cái lợi ích của chính mình và vùi dập người khác bằng mọi giá thì chắc chắn là người hâm mộ của chúng ta đã có mắt rồi. Nhưng quan trọng hơn là những người cầm phiếu bầu để bầu cho họ. Tôi tin chắc rằng nếu là những người có tâm, không bao giờ họ làm điều đấy. Và để kết cho chương trình thì chúng ta phải khẳng định một điều là liên đoàn, lãnh đạo liên đoàn hiện nay đang còn rất nhiều những cái sai, rất nhiều những cái kém. Nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn và chúng ta cũng phải công bằng để thừa nhận những cái mà họ đã làm được, những thành công mà họ đã cống hiến cho nền bóng đá của chúng ta trong suốt những năm vừa qua. Và để kết thúc cho chương trình này thì Minh Hải rất mong muốn gửi đến các bạn một hình ảnh rất đơn giản thôi mà tôi tin chắc rằng mọi người sẽ biết thông điệp của nó. Chúng ta không nghe điều xấu, không nói điều xấu và luôn luôn cố gắng làm những điều gì tốt nhất cho tất cả mọi người.